Xin chào anh chị, lại là Nhạc Oblat Mỹ Linh Thai đây. Trong video hôm nay thì tôi xin giới thiệu với anh chị mẫu gạch ốp tường 40x80 vân đá của nhà máy Mikado. Bộ ốp tường vân đá này được thiết kế với 3 phần, đó là viên điểm, viên đậm và viên lọt. Viên đậm thì được thiết kế với tông màu chủ đạo là tông màu nâu, nhưng mà màu nâu sáng, không phải màu nâu tối. Và các vân đá thiết kế 3D nhìn cảm giác rất là thật, như là vân đá tự nhiên. Còn đối với viên điểm thì chúng ta có thể thấy là cũng được thiết kế liền mạch với viên đậm. Đó, tông màu này cũng được thiết kế liền mạch. Đây cũng là được in 3D này, bề mặt này là nghe. Đơn giản thôi, viên điểm rất là đơn giản. Tiếp theo đó là viên lọt hay là viên nhạt đó. Thì viên nhạt, những cái vân thiết kế cũng là vân đá, nhưng mà thiên về tông màu xám, màu kem. Những cái bộ ốp tường 40x80 này ấy, thì ta có thể ốp cho phòng khách, phòng tắm, rất là đẹp. Đây là đá bóng phiếng nha. Đối với các không gian khác nhau thì chúng ta có thể chia tỷ lệ phối và ốp khác nhau. Nếu mà anh chị cần tư vấn các cái mẫu thiết kế thì có thể liên hệ với chúng tôi có thể gửi những cái mẫu thiết kế để anh chị có thể tham khảo cho các cái bộ ốp tường này. Rồi, xin chào anh chị ạ.